đôi khi bản thân Tóc Tiên tự thấy là mình nhạt vì cuộc sống không có scandal. Vì thực ra là nói vui vậy thôi, chứ bản thân Tiên khi ngay từ đầu tham gia nghệ thuật đều đã có một cái quan niệm, đó là mình chọn cái đường đi là chỉ phục vụ và vì nghệ thuật thôi, chứ không dùng những cái chiêu trò hay là scandal để nổi tiếng. Và về cái tính cách của mình cũng không phù hợp với cái chuyện đó hết. Mặc dù đúng là có những cái scandal nó mang lại một cái hướng tích cực nào đó, nhưng nó cũng chỉ là ở có giá trị ngắn hạn thôi. Còn về dài lâu thì dĩ nhiên vẫn phải là do năng lực của cá nhân. Thì là họ rất là khó, là nhạy cảm. Bản thân Tiên thì chưa nghĩ tới việc có một cái show riêng, cho nên là tạm thời là chưa nghĩ tới câu hỏi này. Quan tâm là quyền của mọi người, còn tin đồn hay là sự thật như thế nào thì cái đó là mọi người tự quyết định. Còn bản thân Tiên thì cảm thấy nó là chuyện hết sức bình thường. Còn nếu mà có những trục trặc, những cái bất đồng thì chắc là trong công việc. Tóc Tiên mặc dù rất là may mắn nhận được rất nhiều lời mời điện ảnh từ nhiều phía, nhưng mà cái thứ nhất là Tiên vẫn hay quan điểm đó là cái sự cơ duyên giữa Tóc Tiên và nhà sản xuất với đạo diễn. Thứ hai nữa là do cái lịch trình của mình phù hợp trong cái khoảng thời gian đó. Cũng một phần nào đó vì bản thân Tiên nghĩ là mình là một người có một cái tính cách khá là đa dạng, lúc này lúc kia tùy vào từng cái trường hợp cụ thể. Còn về cái sự đánh đá thì Tiên nghĩ là đánh đá thì hơi nặng lời. Có thể nói là Tóc Tiên là một cô nàng rất là lém lĩnh, cá tính thì có nghe có vẻ hợp lý hơn. Mình thích cái sản phẩm đó không có nghĩa là tất cả sẽ cùng thích sản phẩm đó. Thì nó còn trong cái thời buổi mà rất là nhiều cái sự cạnh tranh về âm nhạc hiện nay, thì chỉ cần ra một sản phẩm được khán giả đón nhận thì đó là cái niềm động lực lớn nhất của cả ekip Tóc Tiên rồi. Tiên và ekip không e ngại vững phần đó. Đúng là EDM đang quá phổ biến, đôi khi hơi bị gọi là bão hòa thoái trào, nhưng chính trong những cái gọi là cái sự phổ biến đó, cái sự đông đúc đó, đại chúng đó, chắc chắn phải có những cá nhân, những ekip nổi bật với đậm chất riêng, bởi vì không phải ai làm EDM cũng hiểu được EDM là gì và thể hiện nó một cách đúng nhất. Thì tôi nghĩ rằng là đối với Tiên và ekip mình cũng đã định hình được cái phong cách từ sau của Tiên The Remix rồi, và mình cứ theo phong cách đó mà mình làm thôi, và chỉ cần khán giả nghe nhạc là biết là đó là phong nhạc của Tóc Tiên và ekip của mình. Tôi nghĩ đó là độc nhất vô nhị. Báo cứ đặt tích, còn chuyện Tiên mặc đồ là chuyện của Tiên.